Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình góp nhận 7 top cần Kobe. Top cần này sẽ list lên sàn Uniswap các bạn. Để tham gia giá hôm nay, mọi người phân tạo mọi thiết bấm Start các bạn. Khi bấm Start xong các bạn lướt cấp trang các bạn. Lướt cấp trang xong thì các bạn bấm Continue. Continue xong thì nhiệm vụ các bạn join kênh group các bạn. Nhiệm vụ kênh group nữa. Rồi các bạn join vào các bạn. Chương trình này góp này nó có trên thông tin là nó có số lượng người em mà, nên các bạn gặp cái video làm liền các bạn, rồi các bạn follow thì tăng 3 người bạn nè, follow ra rồi biết tăng 3 người bạn nè, rồi bạn nhấp vào nha các bạn, rồi các bạn theo dõi nè, các bạn lướt xuống các bạn, không biết bài nào nữa ta. Cảm ơn các bạn. Like và tăng 3 người bạn bài nào ta. Các bạn đem chạy dựng bot các bạn. Rồi bài này các bạn lựa một bài bất kỳ đi. 96 không có lượt like. 457. Like bài này đi, like bài 34 đi. Rồi các bạn ghi ra cộng những người bạn của mình nha các bạn. Mình hai ba, rồi bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn cũng bắt up lên nha các bạn. Đâu để mình coi cái này. Rồi các bạn trở về một con bot. Like and subscribe bot. Rồi các bạn follow Facebook thì các bạn theo dõi và comment 5 cái các bạn. Facebook thì các bạn gửi lời mời kịch bản nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây comment 5 cái nè. Đâu sao không có lực. Thôi các bạn chờ chút các bạn. Làm việc chẳng ai nhau của nó cơ. Rồi các bạn gửi lời mời các bạn xong các bạn. Đây nó kêu comment mà không mình không có gặp cái bài cái viết của nó, mình không có comment đâu các bạn. Còn minimum thì các bạn chỉ việc theo dõi và vô tay nó vài cái nha các bạn. Minimum thì các bạn follow nè các bạn. Rồi các bạn lướt đây xuống đây các bạn. Các bạn giơ tay cho nó 4-5 cái nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút đi tên nha các bạn. Rồi các bạn vô nằm bấm đón nha các bạn. Submit you. Rồi các bạn cũng mở là trận Usider Chider của mình nha các bạn. Nhấp vào hồ sơ. Nhấp vào bài này chưa ra trên đầu nha bạn. Nhấp vào chia sẻ. Rồi nhấp vào sao chép cho khách như tạm nha bạn. Rồi các bạn chạy vào con bot. Chạy con bot vào đây nè. Mình dán vô đây nha bạn. Các bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi gỡ cái đường link profile Facebook của mình nha tất cả các bạn. Đây. Facebook thì các bạn nhấp vào cho dòng thời gian của mình nha bạn. Các bạn copy cái đường link Facebook của mình lại nha tất cả các bạn. Rồi các bạn cũng chạy về một con bot nha tất cả. Các bạn dán vào nha bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè.
Rồi các bạn gửi cái đường, tiếp tục là cái đường link Medium, của mình các bạn. Tiếp vào để lấy đường link mình mới được. Medium thì các bạn cũng vậy các bạn, nhấp vào dòng thời gian của mình chia sẻ Medium Facebook chỉ đăng các bạn. Rồi bạn copy cái dòng thời gian của mình lại các bạn. Các bạn tiếp tục nè. Giờ bạn dán vào đây nè các bạn. Mình gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ ETH với EC 10 Messenger Wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình lại các bạn. À, kèo này sao làm 5-6 phút dưới ta. Rồi bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình. Các bạn sao chép nha các bạn. Bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Các bạn dán vào nè các bạn. Bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi bấm on set để kiểm tra số token mình đã nhận được 7 token Kobe nè các bạn. Và video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.